À, vâng xin chào tất cả các bác lại để đến với kênh audio x bởi thì ngày hôm nay em lại mới về một cái lô vang một lô vang adx 10 các bác một lô vang mà một cái dòng vang một thương hiệu của mỹ nhưng mà dòng này nó sản xuất riêng cho cái, cái 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 của trung quốc Đó, sản xuất riêng dòng của trung quốc các bác nhé dòng này thì nó không có không có xuất khẩu và cũng không có trong một đơn vị hay là một đất nước nào có cái dòng vang là Cả độc quyền của trung quốc dòng vang ad À dòng vang này nó là một dòng vang của X10 với cái thiết kế ngoại hình ở bên ngoài rất là đẹp, màu xanh các bác thì Hiện tại em về được đâu đó khoảng hơn 10 con thôi. Thì với những cái dòng vang X10 này em rất là ít khi nào em bán lẻ. Với dòng vang X10 này chủ yếu là em ghép dàn thôi, nhưng mà đợt này thì em về nhiều vang lắm. Nên là em lên em bán cho tất cả các bác. Gọi như chia sẻ những cái con vang này cho tất cả các bác luôn. Thì dòng vang X10 thì nó có những cái điểm đặc biệt hơn những cái dòng vàng X3 X5 X6 X8 X9 rất là nhiều thì cái dòng vàng X10 này nó được uh, sử dụng còn một uh, cái dòng uh, sử dụng ở phía sau của nó sẽ là 7 cổng các bác nhé đấy bảo cổng phía sau con này sử dụng uh, chip uh, analog Revive 21375 đấy, con này là lát này em sẽ cho tất cả các bác xem cái 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 nội tại của nó thực ra được ra cái dòng vàng X 5 em rất là nhiều đấy, các bác này uh, dòng này là dòng X3 này uh, X5 này đây em có một con x7 đây này các bác này đấy, một con x7 này này đấy và hiện tại với cái dòng vàng AD x10 này em đang bán mức giá là 3 triệu 3 triệu đầy đủ cả uh, dây nguồn này uh, điều khiển này với dòng này nó có điều khiển luôn bác nhé dòng này nó có điều khiển này thiết kế rất đẹp luôn các bác nhìn thấy không đấy, AD một thương hiệu của Mỹ đây bác nhé, và sản xuất riêng cho cái 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 uh, khu vực của Trung Quốc không có bất kỳ một đơn vị nào có hết dòng vang này nó phải nói thực sự bác là nó cực hiếm luôn cho cái tiếng cực kỳ là hay luôn á dòng vang này và nó sẽ đáp tiếng rất là hay đây, các bác này đây, em chỉ về được khoảng hơn 10 con thôi đây em sẽ tháo cái, cái có một con em tháo ra còn cho các bác xem cái phần 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 ruột gan của của cái dòng vang luôn nhé đây, dòng vang ruột gan của em đây các bác này đấy ruột vang của nó đây đấy, sử dụng gọi chip Android Revive hai một ba bảy năm rất là đẹp các bác nhé em đang quay ở một cái vị trí mà nó hơi ngược sáng một tí này, các bác thông cảm. nó sử dụng hai nguồn vu, ok chưa? sử dụng hai nguồn các bác nhé. Đấy, ở phía sau của em ở đây, phía sau sử dụng tới 7 cổng Đấy, và hai cổng sấp, sử dụng tới hai cổng sấp các bác. À, sora này, hai sấp sấp một sấp hai này, center này, à, mr này. thì thực ra nó với cái cổng này thì nhiều thì nói chung là và nhiều cậu thì nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì cả nhưng mà nó sẽ rất là hữu hiệu, hiệu cho ví dụ như những bác mình sử dụng cho dòng này trên sự kiện ví dụ như các bác có thể sử dụng con này tới bốn loa đây nha bốn loa ví dụ như bác sử dụng bốn loa bác có thể sẽ đặt độc lập luôn cho em hai quả sắp độc lập luôn ok chưa Đấy, với những cái con sấp này với những con đẩy mà nhà bác con đẩy mà khoảng 900 hay là 800 cho những cái dòng sấp mà nó đủ công suất thì những cái con này thì gọi như là các bác cứ chơi xích te thôi không cần phải qua baranel để lấy tín hiệu kênh okay, đúng đâu con này thì các bác cứ cắm trực tiếp hai cổng qua à hai cổng uh, canon xuống luôn thì với cái dòng này thì gọi như là nó cũng nói chung là nói chung là một cái dòng phần mềm của vòng vàng hết thì những cái dòng phần mềm của Vang X thì nó có thể set up cho dòng Vang X 3 X 5 X 7 X 9 và X 10 à, nó sẽ sẽ chung hết và dòng này nó sẽ sử dụng cổng RS232 các bác nhá. Để sử dụng cổng rs để set mọi thứ nó rất là đẹp các bác ạ. Mà bên em bán cái okay, cái dòng vàng chỉ có 3 triệu thôi các bác. Thường thường các bác để ý những cái dòng Vang X 10 thì gần như là cửa hàng em không bao giờ bán lẻ. Em ta sự các bác là không bao giờ bán lẻ. Dòng này thì gọi như là cái tính nó rất là hay luôn gần như là bọn em chủ yếu là để set dàn thôi. Mà đợt này về nhiều X3 X5 À, về rất 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 là nhiều luôn nên là đến, đến là bác nào quan tâm bác nào yêu thích cái dòng vàng này muốn những cái cho cái bộ dàn mình nó đẳng cấp và nó chuyên nghiệp thì các bác cứ liên hệ luôn chị em các bác nhá à, số lượng em rất là ít thôi em sẽ không bán hết đâu em chỉ bán nó gọi như là bán nó một vài con tự trưng thôi cho bác nào mà 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 thích chơi thôi à, dòng này ở phía trước này nó sẽ có các những cái nút vặn của mic này phát này mô xích này và có một cái quần trôn điều khiển đây bác nhá điều khiển là điều khiển mới luôn nhá à, điều khiển mới hết điều khiển đang còn trong bọc hết luôn các bác này Đấy, điều khiển của, của cái dòng vàng, vàng X này đây. Thì với cái điều khiển này thì nó có thể sử dụng được cho cả dòng của X3, X5. Đấy, nó sử dụng được điều khiển này là hết luôn các bác nhá. điều khiển này. Các bác mua cái này thì các bác có sẽ có điều khiển uh, có dây nguồn hết đầy đủ luôn các bác nhá. bác nào quan tâm bác lại yêu thích thì liên hệ sớm luôn nha. À, em không bán nhiều, dòng này em không bán nhiều đâu, bán một vài con thôi. Nếu như bác nào muốn xét áp những cái bộ dàn của mình với những con dòng uh, dòng vàng AD X10 này thì liên hệ luôn nha. Một thương hiệu của Mỹ chất lượng lắm các bác ạ. Này các bác nhìn thấy họ đóng rất đẹp nhỉ đấy nhìn cực kỳ đẹp luôn và với những cái dòng vàng ấy thì các bác biết rồi những cái dòng vàng ấy thì là những nó là một cái dòng vàng phổ thông à, một dòng vàng phổ thông à, từ đời những cái đời x3 x5 là thấy nó hay lắm rồi thấy nó ok lắm rồi còn những cái phiên bản này là những cái phiên bản đời cao cấp hơn Họ được những cái gọi như là cải tiến nhiều hơn rất là nhiều cho những cái cái dòng vàng này à, Bác nào đang quan tâm, bác nào yêu thích cái dòng vàng này liên hệ sớm luôn đi ăn theo số điện thoại để phía dưới màn hình các bác nhé Và báo giá cho tất cả bác rồi, chỉ có 3 triệu một con này thôi 3 triệu các bác đầy đủ phụ kiện theo kèm luôn Ok chưa ạ? À, có điều khiển, có dây nguồn Ví dụ cho bác nào mà muốn rồi Canon thì mình sẽ tính thêm dây Canon các bác nhé Cảm ơn tất cả bác rất nhiều nếu bác thấy video hay và ý nghĩa trong xin một like một đăng ký kênh những những động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ tất cả các bác. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.